Nếu các bạn là những người đam mê âm nhạc, đam mê nghệ thuật thì có một cái chủ đề mà các bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ bài hát nào, bất cứ thể loại nào. Đó chính là giọt nước mắt các bạn ạ. Ok, ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một chủ đề nó không liên quan bất cứ gì đến nghệ thuật cả. Nó liên quan đến công nghệ mà vẫn nói về giọt nước mắt mới lạ chứ các bạn ơi. Đó chính là giọt nước mắt màu vàng mình đang để ở trên bàn đây, Realme Q5 Pro. Và nếu như ngày hôm qua mình nói với các bạn rằng giọt nước mắt Realme Q5 thì hôm nay chúng ta khóc theo cái kiểu pro hơn các bạn nha. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn chiếc Realme Q5 Pro mà mình mượn đến từ anh em Micom. Và đây là một trong sản phẩm mà mình thấy rằng rất nhiều thứ hay ho cần phải nói về nó. Và lý do vì sao chúng ta phải khóc với nó, hoặc là có nên khóc hay không, hãy cùng làm rõ hơn trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại Relab. Như mình vừa mới nói với các bạn, mình xin được gửi lời cảm ơn đến anh em Micom đã cho mình mượn sản phẩm này. Các bạn biết rằng là Micom luôn luôn mang đến cho các bạn những cái sản phẩm cả sách tay, cả chính hãng. Ở đây là cái chiếc Realme Q5 Pro với mức giá là khoảng 7,5 triệu. Và nếu các bạn tham khảo ở những cái trang bán hàng trực tiếp của Micom hay là Shopee của Micom thì các bạn đều có thể tìm thấy nó. Và mình cũng xin được gửi lời cảm ơn luôn đến ứng dụng Lowship đã đồng hành cùng mình trong video ngày hôm nay. Nếu không có Lowship thì chả biết là anh Phong bên Micom gửi cho mình con máy này kiểu gì các bạn ạ. Sử dụng Lowship gửi ngay cho mình con này cực kỳ nhanh, cực kỳ sớm luôn. Và bên cạnh sản phẩm điện thoại thì tất nhiên là các bạn hoàn toàn có thể mua về, mua những cái mặt hàng khác, ví dụ như là đồ ăn đồ uống chẳng hạn. Ở Lowship thì ngày nào cũng có free đồ ăn đồ uống, free ship trong 1 giờ luôn và gọi tài xế vô cùng nhanh. Đây sẽ là ứng dụng mà các bạn hoàn toàn có thể tải miễn phí về ngay từ Play Store hay là App Store ở trên cả hai nền tảng Android và iOS. Quay trở lại với chiếc Realme GT. Có gì sai sai nhỉ? Sao mình lại đọc nhầm thành GT Neo 2 các bạn? Bởi vì con Realme Q5 Pro này lúc mà mình mở hộp ra nó không khác bất cứ cái điều gì so với con Realme GT Neo 2 cả. Lạy chúa tôi, nếu như đây là một cái sản phẩm mà nó khác biệt một tí đi thì mình có thể có nhiều thứ nói hơn, nhưng mà mình vừa mở hộp ra và mình nói là ôi, bài này review xong rồi. Bởi vì là nó không khác gì con Realme GT Neo 2 cả. Các bạn xem này, màn hình AMOLED 120Hz HDR10+, 6,62 inch, có màn hình Full HD Plus. Ngoại hình này y hệt nhau, không khác một cái gì cả. Và nếu như các bạn thấy có một vài cái điểm khác biệt ấy thì có lẽ là nó chỉ là cái màu sắc của cái cụm camera này mà thôi. Pin 5000mAh và cả con chip cũng sẽ là Snapdragon 870 5G. Và điều này cho thấy rằng là cái con Realme GT Neo 2 chính là một cái phiên bản cao cấp hơn của Realme Q5 Pro. Hay nói cách khác là họ đã sử dụng nguyên lại main, nguyên lại khuôn mẫu, nguyên lại cả cái quy trình sản xuất, dây chuyền sản xuất để tạo ra một sản phẩm hoàn toàn mới. Đó là Realme Q5 Pro. Và bây giờ mình bắt đầu cảm thấy khó hiểu này. Ok, nếu như ở nước ngoài họ có một cái phiên bản là Realme GT Neo 2, họ không bán về Việt Nam, sau đó họ lại làm ra một phiên bản y hệt như vậy, họ đổi tên, đổi một chút về ngoại hình, họ bán ra thị trường quốc tế, thì nó còn chấp nhận được đúng không các bạn? Nó giống như cái việc mà bên Xiaomi hay làm, bên Redmi hay làm đúng không? Nhưng ở đây thì cả hai chiếc điện thoại này đều không có bán ở Việt Nam. Và mình cảm thấy rằng là cái lý do để chúng ta sở hữu Realme Q5 Pro nó đang hơi ít một chút thì phải các bạn ạ. Trong cái bối cảnh mà còn rất nhiều bên vẫn đang còn tồn hàng cái chiếc Realme GT Neo 2 với mức giá chênh đâu đó là khoảng 1 đến 2 triệu đồng so với chiếc Realme Q5 Pro. Thực ra thì nếu như các bạn đặt hoàn cảnh của mình vào là một người Trung Quốc ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng cũng hợp lý thôi. Bởi vì ở thời điểm bây giờ thì chiếc Realme GT Neo 2 đã không còn được bán chính hãng tại Trung Quốc nữa rồi. Và họ làm điều này thì mình thấy là cũng hợp lý. Đó là loại bỏ cái chiếc điện thoại này và bán thêm một cái sản phẩm rẻ hơn, sử dụng nguyên lại khuôn mẫu cũ để bán tiếp tục mà thôi. Vậy thì nó có thực sự là giống nhau 100% hay không? Không các bạn nha. Nó vẫn sẽ có một vài điểm khác biệt này. Chúng ta sẽ có viên pin 5000mAh tương tự, nhưng ở trên chiếc Realme Q5 Pro chúng ta sẽ có cái sạc nhanh lên đến 80W. Và tất nhiên là cái củ sạc này sẽ nằm sẵn ở trong cái hộp của chúng ta. Và cả hai cái công nghệ sạc này nó sẽ đều cho các bạn một cái tốc độ sạc loanh quanh là khoảng hơn 30 phút là đầy 100% pin rồi. Mình sẽ còn quay trở lại với các bạn trong những cái bài đánh giá sâu hơn về cả pin, cả sạc, về cái chiếc Realme Q5 Pro thế này. Chúng ta sẽ khác thêm một việc nữa, đấy là toàn bộ cái sản phẩm của chúng ta đã được đổi thành mặt lưng nhựa rồi. Và đó là lý do vì sao mà nó nhẹ hơn đáng kể so với cái chiếc Realme GT Neo 2. 4 gram. Chỉ nhẹ hơn 4 gram mà thôi. Và các bạn đã có một cái mặt lưng mình thấy là khá là đẹp.
Thực sự mình thấy rằng năm nay Realme làm màu vàng rất là tốt, kể cả từ những cái phiên bản Realme Q5, Realme 9 4G hay đến cả Realme Q5 Pro nữa. Đây là cái họa tiết đường caro các bạn nha. Và cá nhân mình thấy thì khi mà cầm nắm cả hai con trên tay ấy, thì mình vẫn cảm nhận được rằng là cái phần khung này, hai con nó tương tự với nhau. Chỉ có một điều là cái mặt lưng của con Realme GT Neo 2 nó đã được đổi sang thành mặt lưng kính mà thôi. Nói thật là mình vẫn ưng cái mặt lưng kính ở trên Realme GT Neo 2 hơn. Còn khi mà mình cầm cái con Realme Q5 Pro lên thì mình vẫn cảm thấy một cái nét gì đấy nó không thực sự là quá cao cấp. Đó là tất cả những gì khác biệt thôi. Toàn bộ những cái số điểm liên quan đến AnTuTu Benchmark này, liên quan đến 3D Mark này, hay cả một vài những cái bức ảnh mà mình có chụp phong cảnh này, chụp selfie này, chụp sơ sơ cho các bạn xem, thì các bạn đều thấy rằng hai con không khác gì nhau cả. Có chăng là theo như mình thấy, chỉ có con Realme Q5 Pro là nó sẽ có một cái phần mềm nó mới hơn một chút mà thôi, đó là Android 12. Chốt lại với cái con Realme Q5 Pro này, đó là nó chính là một con Realme GT Neo 2. Nó không khác một cái gì cả, chỉ khác là thay cái mặt lưng, thay cái công nghệ sạc nhanh là xong. Và cái điểm hay ở đây là gì ạ? Mức giá của nó ngoài thị trường nó rẻ hơn là khoảng 1 đến 2 triệu đồng. Có nghĩa là đây là một cái sản phẩm mà mình nghĩ rằng cái giọt nước mắt này nó xứng đáng đấy các bạn ạ. Bởi vì nó không bán tại Việt Nam. Nếu như năm ngoái các bạn mua Realme GT Neo 2, các bạn cảm thấy nó hơi đắt một chút, thì bây giờ các bạn đã có một cái sản phẩm nó sạc rất nhanh, màn hình cũng đẹp, có con chip Snapdragon 870, không khác gì Realme GT Neo 2 cả. Mà mức giá lại còn rẻ hơn nữa nha. Loanh quanh là khoảng 7 triệu đồng mà thôi. Thì mình nghĩ rằng đây là một trong những sản phẩm hot nhất ở thị trường hiện tại. Nó có đầy đủ quá nhiều thứ luôn các bạn ạ. Thật sự không thiếu một cái gì cả. Chắc là thiếu khả năng quay phim chống rung OIS mà thôi. Và bởi vậy, mình tin rằng Realme Q5 Pro sẽ trở thành một trong những cái tên vô cùng hot trong thời gian tương lai. À không, vẫn còn một sản phẩm hot nữa này. Đó chính là con Redmi K40S. Và chúng ta sẽ còn quay trở lại với nhau trong 30 phút gaming cuối tuần này, giữa Realme Q5 Pro và K40S.